Tí xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tí. Thì hôm nay cả nhà ơi, thì lần đầu tiên thì Tí cũng xin chúc cả nhà, cô chú anh chị thì một ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay Tí qua đây có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn cả nhà ơi. Thì cái hoàn cảnh của anh này là hồi trước là anh là làm một cán bộ ở trong xã gì đấy. Nói chung là Tí cũng mới nghe qua, Tí cũng trò chuyện qua sơ rồi cả nhà. Thì anh là anh bây giờ là anh bị mắc một cái căn bệnh là rất là lạ luôn, là không có điều trị nha cả nhà nha, là bị lở loét nguyên người luôn, là lở loét không có một chỗ nào cũng lở loét, ở trên mặt hay là trên tay chân luôn cả nhà. Hiện tại bây giờ là anh đang ở chung với người mẹ, là hiện tại là đang ở kế đây cả nhà, ở đằng sau tí là cái nhà của bà với lại anh đang ở đây này. Thì cái cụ thể hoàn cảnh như thế nào thì tí xin mời cả nhà cùng theo chân tí vào để tí trao đổi thêm, rồi tí hỏi thêm về cái hoàn cảnh của bà nha. Thì hôm nay cũng được sự trợ riêng á cả nhà, thì cũng anh Nguyễn Xuân Bắc á là sẽ tí sẽ trích cái khoản tiền của anh Nguyễn Xuân Bắc là 500.000 để hỗ trợ cái hoàn cảnh này nha cả nhà nha. Thì tí cũng trước khi tí quay á cả nhà ơi, thì tí cũng đã tìm hiểu thiệt sự rất là kỹ rồi. Hồi nãy á là tí leo lên núi cả nhà, tí chạy xe thẳng lên núi, tí cái chạy đại luôn, mà chạy một hồi là cái hết đường cùng á, mà may gặp một người chị cũng người đồng bào á. Thì tí nói chuyện xong thì chị cũng kể về hoàn cảnh này đấy, thì chị chia sẻ rất là tận tình luôn, thật sự tí cũng rất là xúc động luôn, lần đầu tiên đâu mà chị rất là nhiệt tình đó cả nhà. Thì tí mời cô chú anh chị cùng theo chân tí để xem cái hoàn cảnh này cụ thể như thế nào nha cả nhà nha. Đây là căn chòi của họ nè cả nhà ơi. Này, ở đây nói chung thì cũng có cái toilet gì bài bản rồi cả nhà nha. Ó, có con bìm bìm này cả nhà thấy không? Lên. Cả nhà rất đẹp. Đây cả nhà ơi, là hiện tại bà là đang ở đây á. Đây tí quay cái khay gian bếp cho cả nhà xem nha. Ban đêm là bà nằm ở đây hả bà? À, dạ con chào bà nha. Dạ. Đây là căn bếp của bà này cả nhà ơi. Hôm nay ăn cơm cái gì đấy bà? Hồi nãy là tí mới vô đây mới ngồi xuống là bà cũng vừa mới trên núi xuống nha cả nhà nha. Thì đi lụm củi lụm gì này nè. Cái này là nhà của mình hả bà? Ừ, nhà của mình nè. À dạ, đây cái nhà ơi. Đây cũng bị sập hết rồi. Dạ. Nói về họ mà họ cũng à, nhà này cái nhà ơi. Ừ, sắp hết đó. Sắp hết cái nhà đó. Wow, sao mà sập kiểu này luôn hả bà? Ừ, sập hết cái này cũng cái luôn này. Ôi cái nhà này cả nhà ơi. Nói cho người ta rồi người ta mà không có làm. Wow, cái này là toàn là giấy khen nhiều lắm cả nhà ơi. Giấy khen tiết kiệm điện. Đây là giấy khen nuôi bò. À dạ. Wow. Đây để tí quay còn cạnh lại ngôi nhà này cho coi cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, bị lún hết luôn rồi cả nhà. Cả nhà thấy không? Hết rồi. Ở đây là đâu có ở được nữa đâu. Ở trên này, cái nhà này là nhà nước xây cho mình lâu chưa bà? Lâu, hồi đi về là năm 85 gì đó. À, từ năm 85 tới giờ luôn hả bà? Ừ. Dạ thôi, hai bà cháu mình ra ngoài kia ngồi nói chuyện tâm sự xíu nữa nha bà nhé. Đây cả nhà, cái ngôi nhà rất là nhỏ luôn, bây giờ là lụp sụp hết rồi nha cả nhà nha. Dạ, em chào anh. Bà ngồi đây luôn nè, bà ngồi đây gần. Dạ đúng rồi. Dạ vợ ta phải là... Wow. Đụng chân. Ui. À, thì trước tiên thì con xin phép chào bà với là... À, không biết là xưng hô như thế nào cho dễ nhỉ? Biết cái bằng anh nè, thấy còn rất là trẻ đấy. Dạ, bà ơi, con hồi nãy cũng được cô kia giới thiệu đấy. Ở trên núi giới thiệu, nói chung con cũng đi kìm hoàn cảnh khó khăn này nè. Nói chung là được rất là có duyên luôn, thì hôm nay thì cũng chỉ đường qua cho con. Thì bà có thể nói về hoàn cảnh của mình một chút xíu để cho con
là hiểu thêm về hoàn cảnh của mình được không bà? Hoàn cảnh của mẹ là để mẹ là khổ lắm. Hồi nhỏ là nuôi con ăn học rồi là cuối cùng con thành con lấy vợ, rồi con vợ cũng bỏ đi là con mẹ nuôi lại thêm nữa. Còn ở quê là 6 đứa con. Sáu đứa con là nuôi một mình ở quê. Chồng bị mất lâu rồi. Chồng bị mất lâu, nuôi có 6 đứa con là một mình ở quê. Mấy con ở quê cũng là bị giật tâm phong không. Mà bị giật tâm phong không? Cái thằng đi chăn bò ở đây cũng bị giật tâm phong. Giật kinh phong á? Giật kinh phong. Ở quê cũng khổ lắm. Ở quê làm gì cũng không có gì. Nuôi 6 đứa con, hai con gái. Anh này cũng khổ lắm. Tại sao mà anh có vợ là tại sao lại không ở chung với nhau nữa bà? Ý là vợ là thiếu nợ, nói thật vậy. Vợ là thiếu nợ quá, đi làm kiếm tiền ta nợ. 2 năm rồi. Không về luôn. Không về được, không một tiếng nói nữa. Là trước khi đi như vậy là vợ anh có biết là anh bị bệnh, cái căn bệnh này không? Không. Vậy anh mới bị phát đây thôi hả? Mới bị. Được mấy tháng rồi anh? 6 tháng. 6 tháng gì có mấy tuần? 6 tháng buộc đầu tiên có. Đầu tiên có thì 6 tháng. Nặng nhất là 1 tháng này. 1 tháng này. Mới 1 tháng gần đây là nặng nhất hả? Nặng nhất. Không có dễ, không có ăn được. Hồi xưa là lúc mà bắt đầu mình phát hiện bệnh á là nó là nằm ở điểm nào? Lưng. Cái lưng hả? Đâu cho em xem cái lưng này. Tôi bị nổi này á hả? Nổi trắng trắng. Cái nổi trắng trắng này cả nhà ơi, cả nhà xem kỹ ra cái da này, nổi trắng trắng là sau này là nó sẽ bị như vậy luôn hả? Không có đi. Hết chỗ này luôn. Cái này là mình không có đi khám hả anh? Đâu, bà chú ý xí đâu có thể nói cái gì đâu. Là đều vẫn đi trạm y tế hả? Đi trạm y tế. Thuốc trạm y tế còn này. Tiền room thì không có tiền ngoài, tiền đâu. Nó bị như thế này này là có ảnh hưởng tới cái cuộc sống hay là sức khỏe của mình không anh? Có. Là như thế nào anh có thể nói thêm cho em nghe? Là về suy nhược. Suy nhược cơ thể hả? Cơ thể. Nó làm như thế nào, làm trong cái con người mình như thế nào anh? Nói về cái đầu gối, mình khi bước dậy là nâng cái thân người là không có được. Nó có giống như đứa trẻ lên bà vậy. Vậy luôn hả? Nó muốn ngồi lại. Thế mình phải trong hai cái tay này với hai cái chân mới dậy được. Đấy. Còn cái thân á, tới tay là tê hết. Chứ tê hai cái chân này. Tê hết chân tay này. Tay. Cái tay này là nó bị mấy phát đây hay sao anh? Anh đưa tay sát giúp em được không? Dạ. Wow, cả nhà ơi, không biết là bị bệnh gì luôn á cả nhà. Là đi khám là không có luôn hả anh? Không có, nói là bệnh ngoài da. Bệnh ngoài da thôi hả? Nói vậy ai biết được. Nhưng mà ấy là em thấy là nó sâu lắm á, bắt đầu nó có mủ luôn nè anh á. Đấy cả nhà ơi, không hiểu lý do vì sao, nhưng mà mình trước đó là mình có ăn cái gì không là mà nó mới bị á? Mà có nhớ lại kỹ á. Mình là ăn là gọi là ăn tập, ăn có cái gì ăn cái nấy. Dạ. Không phân biệt cái gì. Tuy nhiên ngày hôm đó là ngứa gai xong rồi nối màu đỏ, càng gai càng ngứa. càng dài càng ngứa. Rồi sáng mai là ngứa tiếp. Rồi ra hột. Bắt đầu ra hột. Dạ. Ra hột giống như trong lửa vậy. Đụng vào bữa cái hột đó. Nóng như lửa cháy vậy. Wow. Nè. Cháy hết. Này. Cái này là nóng luôn hả? Nóng như nó ra hụt như vậy. Ui ghê vậy. Là nóng lắm hả? Nóng xong rồi nó nở ra. Ra hụt nước á. Dạ.
là tự nhiên là trong người mình nó nóng phần lên luôn. Hay là cái nóng cỡ này thôi? Nóng cỡ đây thôi. Giống như là nước sôi dội xuống vậy đấy. Nóng nước sôi vậy. Wow, cái này cũng giống như bị là nước sôi luôn cả nhà nha, cả nhà. Cả nhà xem thôi cả nhà ơi. Wow, không ngờ là lần đầu là con gặp trường hợp này luôn á. Con chưa bao giờ là con thấy cái trường hợp này. Không đau, đây đau, đây là không đau nhỉ. Mà đau trong trái đó rồi. Là khu vực ở đây là nó trong khu vực đây à. Khu vực đây là khu vực đây. Nó bé chỗ nào là trong lửa đứt rồi trái ở đó. Cái khuôn mặt của mình là không bị nóng. Nóng hết đi chùa bà đi. Nóng ngứa. Chỗ này sao nóng được? Ngứa hả? Ngứa dữ lắm anh ạ. Ngứa chịu không nổi luôn. Cái này mình không có bôi thuốc bôi gì luôn hả anh? Bôi thuốc. À, mình bị như vậy là 6 tháng nay thôi. Là mới nặng nhất là gần 1 tháng nay à. Dạ. Là bắt đầu triệu chứng đầu tiên là 6 tháng rồi. Là mình cứ nghĩ là bình thường thôi. Cái sau này mình cứ gãi cái bắt đầu nó cứ lăn ra bây giờ mới phát cái bệnh như thế này luôn á. Em nghĩ là mình bị nhiễm trùng hay là bị gì đấy, bị dị ứng da, bị cái gì đấy. Em thì em không có rõ về vấn đề y tế. Nhưng mà em thấy cái hoàn cảnh của mình thật sự là nếu mà như vậy là chắc là đau đớn lắm. Ấy cái chân của mình này cả nhà, cái chân của anh nè. Nó phồng luôn hả? Nứt tự nứt luôn hả anh? Tự nứt luôn. Nó tự nứt luôn. Wow. Luôn. Hiện bây giờ còn nóng không cái chân này anh? Nóng. Nóng sao không nóng? Wow. Giẫm đi rung cả tay cả chân. Dẹp con không mang dẹp được nữa. Không mang dép được luôn hả anh? Rồi nó có bám được đâu. Không bám được nữa, nó con cảm giác hay sao anh? Không cảm giác chân nữa. Không cảm giác nữa? Không phải là không cảm giác nhưng mà kẹp cái dép không được nữa. Tê. Như vậy là như mà thường ngày á là bà lấy cái gọi là kinh tế của mình á để mình làm nghề gì để mình nuôi anh bây giờ hiện tại bệnh làm như anh. làm cháo là sao? Làm cháo cho nó ăn thuê làm cơm nó ăn không nuốt không nổi. À vậy là ăn cháo rồi. Làm cháo thôi, bỏ muối bỏ bột ngọt. Dạ. Nếu có tiền thì đi mua một miếng thịt làm. Không có tiền thì làm cháo gạo không. Dạ. Con thấy hoàn cảnh này thật sự là lần đầu tiên nó rất là lạ luôn á bà ơi. Ai cũng không có. Dạ. Chỉ có một mình nó thấy như vậy. Dạ. À, cái này là sao mà mình dán cái miếng trắng trắng này là đây? Đau khớp. Đau khớp á. Cái cổ ở trên cổ là bị sao không? Cũng bị đau. Đau hả? Đau xương hay sao anh? Không, ý là khó thở. À, khó thở nữa. Có tiền mới đi bệnh viện. Dạ. Thường ở đây là mình đi bệnh viện nào? Bệnh viện Bệnh viện Ninh Sơn, bệnh viện Phan Rang. À, dạ. Mình nặng nhất là tới Phan Rang, cũng nhẹ là Ninh Sơn. À, trước đó là anh làm cái nghề gì, công việc gì đó? Trước khi mà mình bệnh đó. Làm xã đội trưởng. Làm xã đội trưởng hả? Ừ. Dạ, làm anh mình làm 14 năm luôn hả? Nhưng mà sao mình bị bệnh như vậy là mình nghỉ luôn hay sao anh? Không có rồi. Làm không phải trên 14 năm đâu. Nhớ lại 11 năm. Dạ. Làm 11 năm nghe cấp trên điều hợp cho ban kia triển khai kế hoạch giảm biên chế. À dạ. Trong lúc giảm biên chế đó là làm công sở, làm rất nhiều công việc mà giảm biên chế về công số đi tăng ca ngày đêm phối hợp với công an truy quét nắm bám địa bàn tình hình tất cả trên địa bàn cả ngày cả đêm đi hoạt động là phải có tiền. Dạ. Cho nên làm hoạt động của công sở công an giảm biên chế là không đủ. Dạ, vậy là anh nghỉ lâu chưa ở trong xã? 3 năm, 4 năm. À, mình chưa tới. Mình nghỉ lâu rồi đúng không anh? Nhưng mà ấy là mình nghỉ xong rồi ấy là mình ở nhà với mẹ rồi, mình không đi làm cái gì nữa hả? Mấy bữa con đi làm công cho nhu mì nè. À, đi làm nhu mì. Cây thon ở trên núi. Dạ. Đi làm công chứ. Nhưng mà thành ra bệnh này nó không có làm cái gì nữa. À dạ. Bệnh này là rất là khó trị đấy.
Đây cả nhà ơi, tí quay lại cả nhà một lần nữa nha. Cái chỗ ngủ của anh này hiện tại là cái chỗ ngủ ở đây hả? Chỗ ngủ ở đây nè. Dạ. À, đây là anh ngủ ở đây. Chỗ ngủ ở đây làm giường riêng cho nó ngủ đi. Hôm nay ăn cơm cái gì đây bà? Đâu, hôm nay khoe cho con nào, hôm nay ăn cơm cái gì này? Ăn cơm mà chứ. Wow. Ăn thịt gà. À, hôm nay thịt gà hả? Ngon quá ha. Ăn thịt người ta đi làm đám ở trên đó. Người ta đám người ta cho á. Làm đám người ta cho con đi làm. Đi nấu ăn á. Dạ. Là con bà là đi nấu ăn là người ta cho đúng không? Cái chim này là ai nuôi đây? Ai nuôi hả? Ai quay tặng ai quay tặng cho con được không? Chịu không? Lấy đi. Dễ thương quá. Ăn cái gì nó ăn, cơm cũng ăn. Cái nuôi lâu chưa bà? Lâu rồi, nó biết đi theo người á. Đi theo người hả? Ừ. Thôi thì mình ngồi đây nói chuyện xíu nữa. Con nói đùa, con không có xin đâu. Tại vì con hay đi quay á. Con đi nhiều lắm cho nên là sợ bỏ ở nhà nó đói tội nó. Đúng rồi. Dạ. Đi nhiều mà đem về nuôi tội nó lắm. Mà mấy con này mà mình nuôi như vậy, mình thả ra ngoài tự nhiên nó không đi nữa đâu. Nó không biết cách kiếm ăn nữa. Nó bị mất cách kiếm ăn rồi. Từ lúc anh bị như vậy là vợ có liên lạc gì với anh không? Không. Không luôn hả? Ừ. Là vợ anh có biết là anh bị như vậy không? Không. Không biết luôn hả? Vậy là vợ bỏ đi là rất là lâu lắm rồi đấy. Con cái thì biết. Con. Con hả? Hai đứa con rồi. Hai đứa con còn chứ. Bà gì nữa. Hai đứa con có qua thăm anh không? Một đứa qua thăm, một đứa chưa qua thăm. Một đứa thì đi làm. Dạ. Lớn rồi thì đi là trai hay gái? Gái không? Hai đứa gái hả? Hai đứa gái là ở chung với mình chứ? Hay là sao? Thường là ở riêng hết hả? Để là không ai nuôi anh luôn. Đó ai nuôi? Dạ, vậy là chỉ có mẹ già này thôi. Mẹ già thôi. Dạ, mẹ già 60 mấy tuổi rồi, à vậy? Cứ 64 tuổi vậy. 64 tuổi hả bà? Ừ, biết nữa. Nhưng mà theo con sinh năm bao nhiêu? 1959. 1959 là lớn lắm đấy. 1959 là cho là 1960 đi. Nếu là tới 2000 là 40 tuổi nè. 60 mấy tuổi đúng rồi. 60 mấy tuổi đúng rồi. 60 mấy tuổi. Dạ. Dạ, 60 mấy tuổi mà con thấy bà cũng còn khỏe á. Khỏe đó. Bệnh đi bệnh mấy bữa đi bệnh viện suốt nè. Bữa này ốm ngắc ốm ngơ luôn nè. Dạ. Là mình như vậy là mình cái nguồn thu nhập ở đâu mình kiếm ra bà hàng thu nhập của bà hàng ngày là bà để làm cái gì? Hàng ngày không có làm cái gì được đâu. Như thằng con út đi làm đồng về, gửi về. Thằng út đi làm đồng gửi về từ ở nhà là kiếm phân bò. Đi lượm phân bò hả bà? Đi lượm phân bò thì nuôi ăn. Dạ, nuôi ăn học. Như vậy là chồng bà là mất lâu rồi. Mất lâu rồi hả? Dạ. Chắc mấy chục năm rồi bà nhà. Dạ. Mấy chục năm rồi. Nên như vậy là mình ở trên trong cái căn chòi như vậy này, trời mưa có bị dột không bà? Không. Cái đầm bạc này không có dột. Dạ. Cái này là mình tự làm đúng không bà? Tự làm, bà tự làm. Bà tự làm luôn nguyên cái nhà này luôn. Bà tự làm luôn. Nhà bà giỏi quá. Làm rễ nè, làm vườn của một mình bà nè. Dạ. Cả rễ trên núi nữa. Bà có rễ trên núi nữa hả? Có. Dạ. Rễ trên núi. Là có hay đi không? Đi chứ. Đây là mình đi bộ đi hả bà? Đi bộ. Mấy bữa có chuối ở trên đó đào nữa. Dạ. Ở cái núi cao kia. Cao lắm hả? Là phải leo lên đó. Leo lên. Làm. Dạ. Năm qua là làm bắp nhiều. Dạ. Dạ nhiều. Năm nay không có đi làm ở trên đó nữa. Nuôi cháu ở nhà. Dạ. Cha mẹ nó đi làm thuê.
Dạ. Con nuôi, không có ai nuôi cháu ở nhà, thêm nghề bệnh nữa. Bây giờ nó cảm thấy ngứa trong người không anh? Bây giờ hiện tại này nó có cảm thấy nó ngứa trong người không anh? Còn ngứa đây. Ngứa lắm hả? Ngứa mà. Wow. Gai chỗ nào ngứa chỗ này. À, mình cứ càng gãi là nó càng ngứa à? Ừ. Wow. Không bình thường. Bị như vậy là khó chịu lắm đấy. Con thấy là rất là khó chịu luôn. Không chịu nổi luôn đấy. Chứ không phải là đơn giản đâu cái này. Ăn cũng không được. Ăn là cũng muốn ói luôn. À. Ăn cái gì là cũng muốn ói luôn. Dạ. Khổ lắm. Tội nhờ nhờ. Ừ. Để ở quê là khổ lắm. Nuôi đứa con rồi, nuôi đứa cháu nữa. Dạ. Là mình không có nguồn thu nhập luôn, tính ra ba. Nếu mà ba đi lông băng bò thì đâu có được bao nhiêu một ngày đâu. Không có cái gì thu nhập được. Dạ. Ừ. Mày bây giờ lại lo cho anh trai đang bị một căn bệnh gọi là bệnh lạ cả nhà ơi. Bệnh này Tý không biết là bệnh gì luôn đấy. Thì cả nhà xem video của Tý thì cũng mong cả nhà xem rồi cả nhà đoán bệnh giúp Tý là bệnh gì luôn nha. Thì Tý hôm nay Tý qua đây á là Tý sẽ hỗ trợ gia đình bà. Đầu tiên là Tý sẽ hỗ trợ 500.000. Dạ thì con hôm nay con qua đây thì hữu duyên là cũng của anh Nguyễn Xuân Bắc, là anh nói là con tự kiếm hoàn cảnh để ra trao tặng, thì con sẽ chọn hoàn cảnh của bà với là anh. Dạ bà anh cứ ngồi đây con xíu nha. À, Tý chào cả nhà nè. Thì hôm nay thì Tý cũng được sự trợ duyên của anh Nguyễn Xuân Bắc qua đây á. Thì Tý sẽ trao cái phần quà là 500 ngàn cho bà để cho bà hỗ trợ bà mua tiền thuốc cho anh. Thật sự là nãy giờ là Tý đã quay rồi đó cả nhà. Thì Tý cũng, cả nhà cũng đã đều thấy rồi đấy. Thì Tý hỗ trợ anh để anh có tiền mua thuốc đấy. Tại vì bây giờ là hiện tại là cái gia đình của mình á, là không có cái nguồn thu nhập nào luôn đó cả nhà nha. Thì cả nhà xem cái video của Tý thì Tý cũng kêu gọi cả nhà và cô chú anh chị mạnh thường quân có xem được video của Tý, nếu đồng cảm video của Tý thì cả nhà cùng Tý giúp sức chung tay thì để giúp đỡ anh một phần nào. Anh tên gì anh? Tên Vũ. Anh tên Vũ. Dạ đây là anh Vũ nha cả nhà nha. Dạ thì Tiết trao toàn quà 500.000. À bà ơi, con gửi tặng cho bà. Dạ. Cảm ơn. À thì cảm ơn nhiều. Dạ. Con gửi tặng cho bà. Thì bà cảm ơn cháu Bắc. Cảm ơn cháu Bắc. Dạ. Hỗ trợ tiền cho bà. Dạ. Mua thuốc cho người bệnh. Dạ. Dạ thì hôm nay thì cũng tới đây thôi. Thì Tý cũng xin kết thúc video tại đây. Thì Tý mong cả nhà xem video của Tý thì cả nhà đồng hành cùng Tý để đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nha cả nhà nha. Tý cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi xin chào tạm biệt. Cảm ơn nhiều nha. Dạ.